ăn đâu ạ? Thôi mất rồi. Chà. Đâu đâu đâu. À cái gì nhiều chó này. Này. Thank you.
Này. Quá bực. Chôm lan trong nhà máy bị bắt rồi. Hả? Mấy thằng ăn chôm lan trong nhà máy bị bắt rồi. Chôm gì? Chôm lan ấy. À thế à? Máy của tôi à? Cái thằng cảnh vệ chứ ai? Nó làm cảnh vệ. Ôi trời ơi. Cảnh vệ vẫn đi ăn trộm liên tục đấy. Đấy, cứ bảo bọn nghiện ngập rồi là lọ kia cuối cùng nó bắt sống được không? Nhục cái mặt. Sau bao thời gian người ta cay cú thì bắt được đối tượng. Giáo trình bắt được à? Mình bị bắt được rồi. Giáo trình bắt được. Cháu thi xong hết rồi chứ? Dạ vâng, thi xong rồi, lên trường phần trăm. Sắp nghề làm gì nữa nhỉ? Dạ vâng. Còn 18 rồi, còn mấy tuần nữa nhỉ? Chắc sang tuần nữa. Sang tuần tổng kết. Được rồi. Wiu, wiu kìa. Nào nào. Hey!